Ôi trời, hôm nay thật là đẹp. Vì vậy nên tôi xin giới thiệu với anh em một căn biệt công mày đá thự. Nhìn mày nhìn chiến chưa? Chúng ta có một thửa ruộng ở sân sau để anh em có thể trồng rau nuôi cá. Chúng ta có cổng chính ở đây. Chúng ta ở đây chúng ta có hai cái đầu vì cái thằng xây nhà nó ngu chết hai lần. Ok. Để chúng ta có cái cửa, hai couple stone vì một lý do đấy. Nên đây chúng ta có nội thất rất là đầy đủ. Đây, đủ để làm một người tiền sử. Ok. Có đuốc để cho sáng sủa, ba cây. Ok, và có một cái cửa sau, mặc dù hai cửa chính với cửa sau nằm gần nhau chết mẹ ra. Ok, rồi thì căn nhà này nó còn một thứ khá là đặc biệt nữa, đó là cái vị trí địa lý của cái căn nhà ML này. Đó là mỗi khi anh em bước ra khỏi cửa thì có khả năng một con Creeper hay một con Sike nào đó nó sẽ nhảy ở trên xuống chăm Sike hụt chết mẹ anh em. Giống như là kiểu ở trong cái game Final Effect đi vậy. Rồi bây giờ tại sao nó có hai cái đầu bên kia? Ở trên này là một điều đặc biệt nhất là lý do tại sao tôi xây cái nhà ở đây. Rồi, đây là trên này đi do. Đây là đền thờ của một anh trai Hero Bride nào đó, hình như là nghịch ngu bị một đàn zombie chạy lại thông ác hay sao đấy mà bây giờ thành như thế này. Thì anh em có thể lên đây thắp nhang để mà đi thi, hoặc là anh em có thể lên đây thắp nhang và buổi tối thì ông này ông sẽ hiện hồn và đứng đầu giường anh em để mà xoa đầu, hoặc là đắp bóp giấy khơi gì đó. Ui điệt mẹ kia, thôi fuck no shit rồi. 40 chết chết cụ mày luôn con. Tăng ok. Ủa dễ what the fuck. Còn đồ ở đây thì lý do tại sao tôi có nhiều đồ xịn thì là tôi đi lệnh. Để tôi vô tôi gì review cho anh em coi. Đây tôi có một đống bột xương, cái giày Frogwalker, sắt, chỉ, xương, nói chung là đủ thứ hết. Thì chủ yếu là do tôi đi lệnh ở một cái nhà ở bên đường bên kia kìa. Đi bên kia là chúng ta sẽ có một cái nhà. Mục đích của tập hôm nay thì chúng ta sẽ đi mai. Chúng ta sẽ còn sắt, còn kim cương, còn đủ thứ hết để mà chơi cái cụ lời này. Và để mà làm chủ thế giới. Để làm như vậy thì chúng ta sẽ cần chế một số thứ. Ok, xong. Chúng ta sẽ đi đào xuống cái mẹ bây giờ ra kia thì khả năng là tôi... phải đi. Hello. What's up? Hello. Phải đi nè. Má thông ra đây luôn, hay dữ. Được đấy. Thế là giờ nhà tôi có ba cái củ gì mẹ. Cơ tờ. Thế giờ nhà tôi có ba cái cửa này mà. Thật là thú vị. Không biết thì cửa này tối có anh zombie nào anh đi đường này anh vô nhà thông biết mình không nhỉ. Nguy hiểm vậy liền. Chắc nên xây ghi ta chặn lại. Vậy nó có đúc ở đây. Ok. Giờ tôi sẽ còn phải đào xuống dưới. Không thể nào mà tôi đi ra ngoài kia được. Tại vì tôi biết ngoài kia nếu có hàng nào hết. Tôi đi rồi, tôi biết. Và thêm cái nữa là mẹ tỷ lệ bây giờ ra đó là sẽ bị thông đít bởi một đống thứ quái thai quái dị ngoài đó. Cho nên tốt nhất chúng ta nên đi đào ở đây. Mà má, đuốc âm cúng quá, đợi mà. Fuck. Ok. Nhưng mà đào bây giờ thì tỷ lệ gặp một cái hang nào đấy thì là bao nhiêu thì tôi đéo biết. Nhưng mà chắc chắn là nó đéo cao. Cho nên là bây giờ chúng ta phải kiên trì thôi. Ok thì tôi sẽ tìm thấy vài cục sắt đầu tiên. Yeah, 8 cục, ngon. Tiếp. Thật may là cái game này nó không có con quái nào mà đi xuyên tường ha. Như mẹ bây giờ đang đàn mà tự nhiên cũng một lần là xuyên tường đâm qua một cái là bị vải đái tại chỗ luôn. Ok. Đã có đồng. Có mấy cái đá này mình có thể lấy để xây nhà. Nhưng hiện tại thì nhà vậy là ổn rồi, chưa cần xây đẹp hơn đâu. Chúng ta cần nâng cấp đồ trước đã. Ok. Đồng. Nước. Ui má đào hang ra nước, hay quá. Tôi đào hang ra nước rồi anh em ơi. Thật là tuyệt vời. Còn tôi đã chế một cái cấp mới. À không, tôi kể tôi đang chế thành tầm 2-3 cây đi. Ok. Ở cái đi con mẹ rồi xong rồi. Fuck. Ốc chó ơi. Hello. Somebody here. What the fuck is this? Cái gì đây? Cái cụ lời gì vậy? Hello. Holy shit, cá chết hả? Hello. Oh shit, từ. Ôi sắp hết oxy rồi. Tôi sẽ còn phải làm gì đấy để mà đi qua cái chỗ cooler này. Hello. Ok. À bên kia. Tôi thấy đường ra. Ô tôi thấy ánh sáng. Hello. Ê. Đừng hù tao. Oh shit. Ê con mẹ đường ra thiệt nè. Vãi lờ. Cái gì. Shit. Oh fuck. Ok.
Ok, tôi sẽ tìm thêm một cái hang. Khoan, bình tĩnh. Tôi phải chắc chắn là không có đứa nào đứng ở dưới thủ sẵn thông ách mình. Ok, hello. Ok, con nhận. Đâu má mày nhận. Kiếm ra đâu? Đây. Ok, bố chuẩn bị đồ hết rồi. Sẵn sàng. Đi, mẹ mày. Shit. Má, đi áo đi. Fuck. What the fuck? Yasuo. Mẹ Yasuo thông tàu 6. Đi. À quên, thông tàu 7. Holy shit. Chào cậu. Hello. Tôi còn phải rút tấm sắt này. Rút lên. Nhanh. Ok. Rồi. Hello. Ủa, đâu rồi? Mới thấy con gì ở đây mà. À kìa. Ui, đi cùng người đó. Con creeper nó mới nhảy lên trên xuống. Vậy đi. Mấy bạn vui tính thế. Ở dưới đó nha. Đừng có. Tao trở lại ở đây mấy con cỏ địch cũ chúng mày. Mày khúc này. Còn nào đâu? Mày cái con nào? Thằng nào? Thằng nào giống đến tao? Thằng nào giống giết tao? Được mà. Lý scare đó rồi. Ok, nó không có ở đây. Holy shit. Nó ở dưới anh em ạ. Chết mẹ sao đâu mày. Mẹ con gì ở dưới? Ui mẹ. Ê, có con gì nó kỳ kỳ ở dưới mấy bạn. Từ từ nha. Cái đường vô. Đây. Bình tĩnh nha, tớ còn phải xây đường đi xuống. Mấy cậu cứ bình tĩnh ở dưới đấy, tớ thông đít cái cậu sau. Ai rồi cũng bị thông đít thôi. Cứ bình tĩnh. Bố mày tìm đường xuống cái. Cái đồ, đấm đồ của tôi đâu nhỉ? Hello. Oh shit. Đấm đồ tôi nãy chết ở đâu ấy? Mấy anh ơi, cái địt con ngồi cái dấu gì đây? Từ từ nha. Em đi nghiên cứu lại địa lý môi trường này. Fuck shit. Đây, ngay chỗ này. Ở ngay dưới đó, ok. Em chỉ đi nghiên cứu lại địa lý khu này tí xíu thôi anh ơi. Địt mẹ nó, đông vãi liền. Từ ta sẽ sử dụng trí tuệ của loài người. Hay coi trí tuệ của loài người đây để mời tụi bay. Má. Ok. Tôi không chắc là tôi đứng từ chỗ nào này. Hello. Rồi tới đây rồi hả? Fuck. Hello. What's up? Đó đúng rồi. Đây. Nó cái thế này nè, chết mẹ tụi bay rồi. Thôi chết hết con người nha tụi bay rồi. Quá đau thiến hết. Đó. Đó, cái thế này. Chui vô đi mấy con chó. Chui vô. Fuck you. Fuck you. Yo. Đây, chơi. Ôi, đi con người vậy. Yeah. Đi đâu rồi? What the fuck? Cái địt. Ok. Chơi. Mẹ con chó. Ok. À đây còn thằng đây. Mày trốn. Trốn mày, mất dài. Ok. Hello. Ê vô mấy chú. Đây rồi, xác tôi đây rồi. Yeah, đi con ngựa đó. Từ, nguy hiểm quá. Ok, tôi sẽ lấy cái này. Rồi, chắc đủ rồi. Ok. Rồi, ngon lành. Anh ta ngon em, anh ta ngon rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần chế thêm mấy cái đuốc thôi. Ở cái địt than đâu? Ở cái đậu má. Hết than rồi. Holy shit. Ôi anh trai ơi. Ngu. Ngu như một con chó. Bây giờ tôi cần phải đi tìm một tí than với cậu ạ. Than ơi, than ở đâu? Cái địt con ngồi đây rồi. À không, đây là labit được mà. Fuck. Than. Cái địt ngồi cái hang to chà bá vậy không? Trên đây không có cục than nào được mà. Hư cấu. Tôi còn một cái chỗ an toàn. Ok. Ngon. Rồi. Ngon lành. Ôi. Ôi bên kia có anh đẹp trai ơi. Anh trai ơi, bình tĩnh. Từ từ nha. Bình tĩnh, đừng quýnh em. À không, mẹ ở dưới đó đi. Ê, làm gì với nhau? Đừng mà. Ê, thằng gà. Non. Hello. Holy shit. Ê, đây là cái đuốc cuối cùng của tôi được mà. Em hết đuốc rồi. Đừng thông tin em. Sợ bây giờ.
No, Yamate. Do my survival shit. Ừ má. Đây là tôi phải đem cái giường xuống đây mới đúng ha. Tự nhiên. À đây, thang. Oh, thang. Oh. Fuck yeah. Ôi. Cứu tinh của đời anh. Đây rồi. Hay quá, tự nhiên đào cái lỗ có cái thang trong đây. Có thang trong đây. Tuyệt vời. Rồi, quá hay. Xuất sắc. 10 điểm. Chặn lại. Tôi còn phải có đuốc. Tôi còn phải chế ra một đống đuốc. Tôi phải thắp sáng cái hang này lên. Ok, ngon. Rồi đổ má tụi mày ra đây. Tao. Ôi đi cùng mẹ nó. Bình tĩnh. Cái đi, đi. Cút. Cút vào cuộc đời tao. Mà là Ê má, gì kia. Gì kia, con gì kia này không có cung. Ho. Ho 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 ho. Ê đồ, ê là, no. Ngửi nó. Tôi còn phải làm chỗ này thật an toàn. An toàn. Ơ, an toàn thôi. Ơ, cắm nút rồi. Ánh sáng của đảng. Ơ, yeah. Sáng chói luôn. Rồi, tốt. Không còn một lần là sao băng ra hết. Tuyệt vời. An toàn rồi anh em ơi. Ngon rồi. Yeah. Con kia nó không có cung nên yên tâm. Tao hai lần chết ngu thì mọi chuyện này rất bình thường. Ok. À, để anh ơi bình tĩnh để em thắp sáng cho cuộc tình đôi ta. Anh trai à. Cái gì cũng phải từ từ. Đi mày. Fuck you. Hehe. Đây, ưu vải liền nước. Chết mẹ đào hang ra nước, hay quá. Hello. What's up mấy chú? Creeper. Qua đây. Qua đây anh thương. Địch mẹ em. Ô, địch cà lòi nhà chúng mày. Chết đi. Ok, qua đây. Fuck you. Yeah. Ok, thả nữa. Cái đường này nó không phải là ý hay anh em ạ. À không, ý nó khá là hay ấy. Ok. Hay, được, ý này được. Ý này hợp lý nè. Fuck you. Cái gì mẹ mày. Má vậy cũng dính. Khúc này. Ok, tôi nghĩ là khá ổn rồi đấy. Có thể chúng ta đã có thể đi lên. Tôi đã phục thù xong rồi. Ồ, đừng lên đâu. Ờ, đường lên ở đâu nhỉ? Ở kìa mẹ mày hết hồn. Thứ mất dạy. Cái đi, ui, đau ấy. Oh, shit. Hấp hối rồi. Đường lên đây rồi. Oh, đường lên. Oh, con zombie. Oh, good. Oh. Shit, má phê ơi. Phê quá. Ê, men trai em đi đây. Ồ, em đi luôn đi đường mơ. Tránh sao tao ra. Má như đèn led này. Rồi, ok chúng ta đâu đi về. Cái gì đấy? Cái gì vậy? Cái đâu? Đu ma gì đây? Ô, cái gì đây? Cái lòng gì đây? Ô mà cái lòng gì? Cái gì? What the fuck? Cái ta. Hello. Hello.
giá bà tế. Ờ à. Cái gì? Con này nó nhờ mình à? Mày đùa bố mày à? Fuck yeah. Ok. Ngon. Tôi còn phải cất bắt đồ vô. Tôi đã biết là tôi vừa gặp chuyện gì nhưng mà đời mà nó khúc này quá. Bây giờ làm sao để xử mà là đây? The man from the fog. A man from fog. From the fog. Dạ dạ. Cô đi. Đi. Đù ma mày. Con chó. Con cờ ho. Thằng chó. Thứ súc sinh. Cút mẹ đi. Ok. Ok. Đây, lấy hết. Rồi ok, chúng ta làm mở cửa. Ngon. Rồi, một ngày mới đã bắt đầu. Ui, trời trong xanh mát mẻ. Không có gì cả. Đi nung đồ, đi nung sắt ấy.